Xin chào quý vị và các bạn đón xem trận bóng chuyền hơi giữa hai đội nữ thôn Bản Mới và thôn Bản Trang trong khuôn khổ giải Du Xuân 2023 Xuân Quý Mão. Bảy sáu, bảy tám, bảy chín,
Hai bên với các bạn 8 4
hai đội sẽ đổi sân. Vâng, Thà cố gắng cứu bóng được rồi đã không được. Đội điểm cho bàn mới, 14-15. Vâng, Thà được bóng được rồi của đội Bạch Trang đã không qua lưới. Điểm đầu 15-15. Vâng, trọng tài xác định là có hai quả bóng trong sân cho đội bạn mới phát bóng lại. Bạn mới phát bóng. Rất hay. Vâng, pha quả bóng rất nhẹ nhàng, người Bạch Trang đang ghi điểm 16-15. Đội điểm cho bàn mới 16-0. Bàn mới phát bóng. Điểm số cho tất cả dân nhà là vẫn có 14. Bóng ra sân, hai đội đang rất quyết liệt. Đội điểm cho bàn mới 5. Đội điểm cho Bạch Trang 17-16. Bạch Trang phát bóng. Đánh bóng. Vẫn còn. Đội Bạch Trang đang phối hợp với nhau đánh bóng. Rất tiếc cú đột phá bên rồi đã ra khỏi đường biên dọc ăn cơm bên ngang. Từ điểm cho bản mới 17-0. Sáu 11. Điểm số bản mới. Từ điểm cho Bạch Trang 18-17. Bạch Trang phát bóng. Rất tiếc các cầu thủ đã nghĩ là bóng đã đi ra ngoài nên điểm số đã thuộc về Bạch Trang 19-17. Vâng, cú đập bóng vừa rồi đã ghi điểm cho Bạch Trang 20-17. Vẫn còn. Mười hai tám xong được rồi. Như vậy là trận đấu đầu tiên giữa Bạch Trang và bản mới diễn ra như người các cầu thủ Bạch Trang 21-17. Giữa bản Trang và bản mới, đội Tân Vàng hơi choáng ngợp bởi vì bắt đầu với những pha liên tiếp tấn công. Không có thắng lên. Rất hay. Vẫn còn. Không được rồi. Như vậy điểm số đầu tiên được bản mới sách đấu thứ hai. Đội bên mình thế đội Tân Vàng đã giành chiến thắng với điểm số 15-12. Và ba sách đấu Tân Vàng đã giành phần thắng. Bạch Trang đang phối hợp với nhau bóng không còn lớn rồi. 2-1. Như vậy là đội bản mới tiếp tục phát bóng, điểm số là 2. Tiếp theo tại trận thi đấu thứ 1 của chúng ta, có quyền nam cho đội Bạch Trang và đội bạn bè. Sau đây mời hai đội chúng ta ra sân khởi động chuẩn bị thi đấu. Không được rồi. Đội điểm cho Bạch Trang 1-2. Sau trận thi đấu giữa đội Bạch Trang và đội bạn bè là phần thi đấu của đội Na Chú và đội bạn mới.
mời các đội chúng ta chuẩn bị. Ban tổ chức trân trọng kính mời đội bạn trang và đội bạn bè chúng ta ra sân khởi động thi đấu. Các đội bạn trang đã được đón ra ngoài sân sau phần thi đấu của đội bạn trang và đội bạn bè. Đây là phần thi đấu của đội Linh Sơn. Đội bạn trang, đội điểm cho bạn mới 2-3. Điểm số là 3-0 rồi. Đội bạn trang phát bóng. Vâng, ta vâng, chúng ta cảm vừa rồi là ghi điểm cho bạn trang xin phép 4-3. Mời nha. Dạ. Vâng, cố gắng của đội là mới cứu bóng không thành công. Điểm cho bạn trang 5-3. Bạn trang phát bóng. Như vậy là đội điểm cho bạn mới 4-5. Bạn mới phát bóng qua lưới rồi. Không được. Như vậy là để cho bóng ra ngoài sân. Đội điểm cho bạn trang 6-4. Liền phê đây. Không được rồi. Tôi là trang phát bóng, điểm số là 7-4. Rất hiểu ý. Không được. Ba trang bóng của đội mới vừa rồi không thành công. Điểm số cho bạn trang 8-4. Đúng không? Không được rồi. Điểm cho bạn trai 9-5. Liên tiếp là điểm cho bạn trang 10-5. Và sau đây tại sân thi đấu số 1 sẽ diễn ra trận thi đấu giữa bạn trang gặp bạn bè. Và trọng tài chính là Hoàng Văn Thịnh. Bạn trang phát bóng trả lời. Và trong buổi sáng hôm nay, bạn trang đã dẫn tham gia lượt tiên là những chú nhân viên lãnh đạo của đội bạn trang 11-20. Không có. Với chủ số là 2-1. Và đây là lượt thi đấu thứ hai. Bạn trang gặp bạn bè trong tình hình phản đối một trận sau tập trung là cơ hội giúp đỡ cho bạn trang. Đúng 38 vừa rồi đã ghi được đặt chứng thức cho bạn trang vào trong bản tin 12-5. Đóng bóng. Không được rồi. Cú chân bóng vừa rồi quá mạnh. Bóng đã đi ra ngoài đường biên ngang. Điểm số cho bạn trang 13-5. Không được rồi. Tiếp tục là điểm số cho bạn trang 14-5. Liên tiếp là những điểm số
cho thì bạn chờ 15 năm. Tiếp tục là điểm số cho bạn chờ. Một pha phát bóng không thành công bên phía bàn khác. Điểm số đầu tiên cho bàn về 16-5. Phần cú đập bóng vừa rồi quá mạnh đã đổi điểm cho bàn mới 6-16. Bài bắt lưới bên phía bàn mới có bóng đối rất mạnh. Không được rồi, điểm số cho bạn Trang, đổi điểm cho bạn Trang 17-6. 3-1. Bóng có đi ra ngoài sân. Điểm cho bạn Trang 18-6. Trọng tài văn lỗi bên phía đội bảo vệ 4-1. Đổi điểm cho bạn mới 7-18. Bạn mới tăng bóng. Tiếp tục là điểm số của bạn tôi bảo vệ 8-18-4. Sân này các cầu thủ là mới liên tiếp ghi điểm 9-18. Điểm số cho bạn Trang 5-2. Xong rồi, rồi tiếp tục là điểm số cho bạn mới liên tiếp 10-18. Ngoài sân, điểm số cho bạn về 4-5. Bóng vẫn còn trong sân. Bắt bóng. Vâng, cú đập bóng vừa rồi của Đặng Văn Lan đã học qua 20 điểm cho Bạch Trang 19-10. Bạch Trang phát bóng. Quá chân. Vâng, cú đập bóng vừa rồi đã ghi điểm cho Bạch Trang 20 rồi. Như vậy là điểm số khá cho người không thành công. 3-4.